Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học Anh ngữ với chúng tôi, Study English with us. Bài học hôm nay sẽ là một bài học khá là đặc biệt. Lúc đầu mình nghĩ rằng đây là về văn phạm nhưng mà thật ra không phải về văn phạm. Bài hôm nay chúng ta học về động từ take. Và vì take nó có rất là nhiều nghĩa khác nhau, cho nên TK sẽ cố gắng giải thích những cái nghĩa liên quan đến động từ này cho các bạn ha. Chúng ta cùng bắt đầu bài ngày hôm nay nha. từ đây của mình là cách dùng take take nếu mà là danh từ có nghĩa là sự cầm hoặc là sự nắm lấy một nghĩa khác nữa là một mẻ cá hoặc là cảnh quay điện ảnh ví dụ chúng ta thấy khi mà mình đi quay phim chúng ta quay cái cảnh này nhưng mà giữa chừng mình cảm thấy không hài lòng mình cắt cái cảnh đó đi xong mình quay lại lần nữa quay lại từ đầu thì chúng ta có thể có thể một cảnh người ta quay rất là nhiều lần người ta phải ghi chú à lần một lần hai lần ba thì mỗi lần như vậy mình gọi là take take one, take two các bạn nha. Gọi là cảnh quay. Đó là về danh từ. Còn nếu về động từ chúng ta có nghĩa là mang, mang theo, cầm, lấy, nắm, nắm lấy, chiếm, giành được, nhận, chấp nhận, thu nhận. Rất là nhiều nghĩa khác nhau. Cho nên để cho các bạn có thể dễ dàng hiểu được những cái nghĩa này, TK sẽ đưa ra rất là nhiều ví dụ. Bài hôm nay sẽ khá là dài, cho nên nếu mà các bạn cảm thấy khi mà mình học nó nhiều quá rồi chúng ta ngừng lại. Mình chép vừa đủ cái số lượng mà mình có thể học được trong ngày đó, trong tuần đó. Sau khi chúng ta xem đi xem lại phần đó đến khi nào mình hiểu được hết, mình thuộc được hết rồi, chúng ta hãy học tiếp theo. Không nhất thiết phải ngồi mà nghe từ đầu cho đến cuối video tại vì rất là nhiều thông tin sẽ làm cho các bạn cảm thấy mệt mỏi và bối bố rối nha. Mình chọn khoảng là 10 câu hoặc là 20 câu mình học xong mình sẽ ngừng lại. Khi nào thuộc được 20 câu đó, chúng ta đi tiếp theo. Chúng ta vào ví dụ đầu tiên. I think it's gonna rain today. Take the umbrella with you. I think it's gonna rain today. Take the umbrella with you. Giả sử như con của chúng ta đi học và mình nói với con rằng mẹ nghĩ hôm nay trời sẽ mưa đó, con nhớ mang theo dù nha. I think It's gonna. Ở à đây mình thấy có chữ gonna. Gonna là viết tắt của chữ going to. It is going to. Có nghĩa là trời sẽ mưa. To be going to là sẽ các bạn nhé. I think it is going to rain today. Mẹ nghĩ rằng hôm nay trời sẽ mưa. Take the umbrella with you. Take ở đây là mang theo. Mang theo cái dù với con hoặc là con nhớ mang theo dù. Take. Chữ take này khi mình đọc là âm A, A. Trận cùng chữ Y là âm câm, mình phát âm chữ K. Take, take. My children take the bus to school every day. My children là các con của tôi take the bus là đi xe buýt to school every day, đến trường mỗi ngày. Các con của tôi đi xe buýt đến trường mỗi ngày. My children take the bus to school every day. Ở đây mình có cụm từ take the bus là đi xe buýt. I don't have enough cash with me. Do you take credit cards? I don't have là tôi không có enough là đủ. Cash là tiền mặt. Tôi không có đủ tiền mặt ở đây. With me là với tôi mình dịch là ở đây. Do you take bạn có lấy, bạn có nhận, bạn có chấp nhận credit cards là thẻ thanh toán bằng thẻ hay không? Tôi không mang theo đủ tiền mặt, bạn có nhận thẻ hay không? Hoặc là bạn có nhận thanh toán bằng thẻ hay không? I don't have enough cash with me. Do you take credit cards? To take, ở đây là nhận. She likes to take photos. Cô ấy thích chụp hình và chữ take ở đây hoàn toàn khác với những nghĩa trước đây chúng ta thấy ha. Mình dịch là chụp hình, không dịch là lấy hoặc là nhận hoặc là mang theo. Cô ấy thích chụp hình. Take photos. We often take the kids to the park on the weekends. Chúng tôi thường đưa các con ra công viên chơi vào cuối tuần. Ở đây chữ take của mình là đưa giống như là mình à, lấy những đứa con mình mang những đứa con ra ngoài công viên thì qua tiếng Việt mình dịch là mình đưa con mình ra công viên hoặc là dẫn con ra công viên. We often take the kids to the park on the weekends. It takes an hour for me to fall asleep every night. Every night là mỗi đêm. It takes an hour là phải mất cả giờ đồng hồ. For me để cho tôi to fall asleep có thể à, rơi vào giấc ngủ. Mình giao ra tiếng Việt là mỗi đêm phải mất cả tiếng tôi mới có thể ngủ được, phải mất cả giờ đồng hồ tôi mới có thể ngủ được. It takes an hour for me to fall asleep every night. Và chữ take ở đây mình dịch làm mất. The nurse wanted to take my temperature. Temperature là nhiệt độ. Nurse là y tá hoặc là điều dưỡng. Y tá muốn đo nhiệt độ của tôi. The nurse wanted. Mình sử dụng thì quá khứ, chúng ta thêm đi vào ha. The nurse wanted to take my temperature. Chỉ take ở đây là đo. Take my temperature. Đo nhiệt độ của tôi. Take là đo. Many of my friends get COVID-19 it takes time for them to fully recover. Many of my friends là nhiều bạn của tôi get COVID-19 là bị nhiễm COVID. It takes time, cần phải có thời gian for them to fully recover để cho họ hoàn toàn được bình phục hoặc là để cho họ được bình phục hoàn toàn. Như vậy ở trong câu này chữ take có nghĩa là cần hoặc là đòi hỏi it takes time cần phải có thời gian My son always takes a shower as soon as he gets home from school My son là con trai của tôi always là luôn luôn takes a shower mình dịch là đi tắm as soon as là ngay khi he gets home anh ấy về đến nhà hoặc là khi con về đến nhà, from school là từ trường học. My son always takes a shower as soon as he gets home from school. Con trai của tôi luôn luôn đi tắm ngay sau khi đi học về. Và cụm từ takes a shower là đi tắm. I think I should take a break. Tôi nghĩ rằng mình nên nghỉ giải lao. Ở đây mình có cụm từ là take a break là nghỉ giải lao. Break là buổi nghỉ. Take a break là nghỉ giải lao. I think I should take a break. Don't forget to take your medicine. Don't forget là đừng quên to take your medicine là uống thuốc của bạn. đừng quên uống thuốc có nghĩa là nhớ uống thuốc nhé. Chúng ta có thể dịch ra hai cách. Thứ nhất là bạn đừng quên uống thuốc nha. Thứ hai là nhớ uống thuốc nha. Don't forget to take your medicine. Chỉ take ở đây là uống. Như vậy các bạn thấy đó, những cái ví dụ vừa qua cho mình biết rằng chỉ take có rất là nhiều cách dịch khác nhau. Và cái cách dễ nhất mà TK nghĩ cho các bạn có thể học được cái từ này và hiểu được cách nghĩa của nó và cách sử dụng là chúng ta học nguyên một cụm từ. Mình đừng có học là chỉ take có nghĩa là À, lấy mang đi mang theo hoặc là nghĩ giải lao uống nước không phải mình học nguyên cụm từ luôn ví dụ như là take a break là nghĩ giải lao take photo là chụp hình mình học nguyên một cụm như vậy để khi chúng ta xài mình nhớ được cái câu nó phải xài như vậy nó dễ dàng hơn cho mình các bạn nhé như vậy đó là phần thứ nhất và ở trong phần này chúng ta chỉ xài có chữ take mà thôi cho nên nếu mà các bạn thấy cảm thấy đã bắt đầu khó rồi thì chúng ta ngừng lại ở đây mình chỉ học những câu vừa rồi thôi để mình hiểu những cái nghĩa của nó và các bạn đặt thêm những câu tương tự như vậy để cho mình nhớ được cái cách xài ví dụ như take photo thì có câu là she likes to take photos các bạn có thể đặt những câu khác như là i like to take photos hoặc là my brother likes to take photos chúng ta không cần phải sửa nhiều mình sửa chủ ngữ của câu để có những cái câu mới chúng ta cứ đọc đi đọc lại hoài như vậy mình sẽ nhớ được cái cụm từ đó nha các bạn ở phần tiếp theo là chúng ta dùng động từ take kèm theo sau so là một giới từ hoặc là một từ nào khác, thường là giới từ. Thì cái nghĩa nó sẽ hoàn toàn khác nữa. Mình lưu ý ha, take cộng theo một giới từ hoặc là một từ đi sau đó. Cụm từ đầu tiên mình có là take after. Mình thấy có chữ after là phía sau hoặc là ở đằng sau, sau. Take after là giống một người nào đó. Take after. She takes after her mom. Cô bé trông giống mẹ của mình. She takes after her mom. Thường chúng ta sẽ nói là she looks like her mom. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ học có mỗi câu she looks like her mom, người khác nói với mình họ nói là she takes after her mom mà lại không hiểu. Cho nên chúng ta có thể ghi chú vào đây một cái nghĩa tương tự với là takes after là looks like. She looks like her mom. She takes after her mom. Cô bé trông giống mẹ của mình. Tiếp theo mình có cụm từ take a back, Take a back là ngạc nhiên hoặc là sửng sốt. The news of the accident took me back. Tin tức về tai nạn khiến tôi bị sốc. Ở đây mình có chữ the news, news mà có chữ s là danh từ là tin tức. Of the accident. Accident là tai nạn. Took là quá khứ của chị take. Mình có cụm từ took me aback là làm cho tôi bị sốc, làm cho tôi ngạc nhiên, làm cho tôi sửng sốt. Took me aback. Mình dịch là khiến tôi bị sốc. The news of the accident took me aback. Take apart là tháo ra. Take apart. He took the lock apart and fixed it. Anh ấy đã tháo rời cái đồng hồ ra và sửa nó. Ở đây chúng ta thấy khi mà mình tháo một cái gì đó ra, thì mình có thể để cái từ đó ở phía giữa chữ take và apart. He took, rồi kể đến là cái đồng hồ là the clock. Sau đó mình có chữ apart. He took the clock apart. Anh ấy tháo cái đồng hồ ra, tháo rời cái đồng hồ ra and fixed it và sửa nó. Cụm từ took apart là tháo rời. Take aside. Take aside là kéo ra một bên hoặc là kéo ra riêng, kéo riêng ra. She took me aside to tell me about her new job. Lúc nãy TK có giải thích chữ took là quá khứ của động từ take. Đây là động từ bất quy tắc cho nên chúng ta có cột đầu tiên hiện tại là take. Kể đến cột thứ hai thì quá khứ là took. Cột thứ ba quá khứ phân từ là taken. Take, took, taken. Thì quá khứ chúng ta sử dụng cột số 2. She took me aside. Cô ấy đã kéo tôi sang một bên hoặc là cô ấy đã kéo tôi ra một bên. To tell me để kể cho tôi nghe about về her new job công việc mới của mình. She took me aside to tell me about her new job. cô ấy đã kéo tôi sang một bên và kể cho tôi nghe về công việc mới của cô ấy. Took me aside kéo tôi sang một bên. Take away mang đi, lấy đi hoặc là đem đi. Food and drinks are available to take away, especially during the pandemic. Rồi chúng ta có từ available là có sẵn. Take away mình dịch là để mang đi. Especially là đặc biệt là. Special là tính từ. Especially là phó từ. Đặc biệt là. During là trong. Pandemic là đại dịch. Nguyên câu của mình mình dịch là thức ăn và thức uống luôn có sẵn để đặt mang đi, đặc biệt là trong lúc đại dịch. Cụm từ to take away là mình đặt đồ ăn thức uống rồi mình mang đi, mình đem về nhà mình ăn, chứ mình không ăn ở tại ở trong tiệm các bạn nhé. Take away, mang đi, đặt mang đi. Food and drinks are available to take away, especially during the pandemic. I take away the iPad from my children because i don't want them to have too much screen time. Tôi lấy iPad từ các con của tôi và mang đi cất vì tôi không muốn chúng xài iPad nhiều quá. Ở đây mình có cụm từ là screen time, có nghĩa là thời gian mà con mình dán mắt vào trong màn hình, dành nhiều thời gian ở trên màn hình. I take away the iPad là tôi lấy iPad, khi mà mình take away là mình mang đi cất luôn ha. I take away the iPad from my children khỏi các con của tôi. Because, bởi vì I don't want them, tôi không muốn các con của mình to have too much screen time, có quá nhiều thời gian dành cho cái màn hình. Cụm từ take away ở đây cũng là lấy đi, nhưng mà không phải là mang thức ăn đi, nhưng mà lấy một cái gì đó, mang đi cất. Cái đến mình có cụm từ take back, là gợi nhớ lại, lấy lại, rút lại hoặc là trả lại. Nó có rất là nhiều nghĩa khác nhau. Take back. That song always takes me back to when I was small. Bài hát đó luôn luôn làm cho tôi nhớ lại khi tôi còn nhỏ. Chữ take back ở đây có nghĩa là làm nhớ lại. Take me back có nghĩa là làm cho tôi nhớ lại. Nếu mà mình dịch ra nghĩa bình thường nó là đưa hoặc là dẫn tôi về dẫn tôi về khi tôi còn nhỏ thì dịch thoát ra nghĩa mình dịch là làm cho tôi nhớ lại. That song, bài hát đó, always takes me back. Đưa tôi về làm cho tôi nhớ lại. To when I was small. Nhớ lại cái lúc khi tôi còn nhỏ. Take me back là làm tôi nhớ lại. I take back what I said earlier. Tôi rút lại những gì tôi đã nói lúc nãy. I take back là tôi lấy lại, tôi rút lại. What I said. Những gì tôi đã nói. Earlier, chứ early là sớm. Earlier là hồi sớm, mình dịch là lúc nãy. Tôi rút lại những gì tôi đã nói lúc nãy. I take back what I said earlier. Ở đây chữ take back mình dịch là rút lại. This vacuum cleaner doesn't work properly. I need to take it back to the store. Mình có cụm từ là vacuum cleaner là máy hút bụi. Properly là đúng đắn hoặc là thích hợp. Nhưng mà khi mình dịch nguyên câu là this vacuum cleaner doesn't work properly, mình không dịch là cái máy hút bụi này không có làm việc đúng đắn mà mình dịch là cái máy hút bụi này không có hoạt động tốt hoặc là không có chạy tốt, không có sử dụng được các bạn ha. I need to take it back to the store chữ store là cửa hàng. Như vậy nguyên câu của mình là cái máy hút bụi này chạy không tốt, tôi phải mang đi trả lại cho cửa hàng. This vacuum cleaner doesn't work properly. I need to take it back to the store. Ở Canada hoặc là ở Mỹ, khi mà chúng ta ra ngoài cửa hàng mua một đồ, món đồ gì đó, có thể là áo quần, có thể là vật dụng trong nhà chẳng hạn, và mình về nhà mình cảm thấy mình không hài lòng với cái món đồ đó mình có thể mang đi trả lại cho cửa hàng và họ sẽ trả tiền lại cho chúng ta có những món đồ mà họ họ có thể nói trước với mình rằng khi mà mình trả lại họ không hỏi bất bất kỳ câu hỏi nào hết mình mang ra trả họ sẽ nhận lại cho nên rất là nhiều người khi mà mình mua đồ về mình cảm thấy không hài lòng thì mình có thể mang đi trả lại thì ở đây cũng vậy khi mà mình đem về mình cảm thấy cái máy này nó xài không có được tốt thì mình mang đi mình trả lại take it back to the store Take it back là mang đi trả lại. Take care, chữ care là quan tâm chăm sóc. Take care là chăm sóc, bảo trọng hoặc là giải quyết vấn đề. Take care. My parents always take good care of me. Ba mẹ tôi luôn luôn chăm sóc tôi thật tốt. ở đây thì không sử dụng thì quá khứ, tại vì ví dụ như ba mẹ của mình. À, còn sống thì ba mẹ mình vẫn tiếp tục chăm sóc cho mình nên chúng ta vẫn có thể sử dụng thì hiện tại trừ khi mình nói đến chuyện trước đây thì chúng ta mới sử dụng thì quá khứ nhé các bạn take good care là chăm sóc tốt my parents always take good care of me cũng cụm từ take care nhưng mà nếu mình nói là take care of yourself có nghĩa là nhớ tự chăm sóc bản thân của mình mình khuyên một người nào đó take care of yourself là bạn nhớ tự chăm sóc bản thân mình nhé đừng có lúc nào cũng lo lắng cho người khác mà quên đi bản thân của mình take care of yourself chữ take care đây là chăm sóc hoặc là khi mà chúng ta nói chuyện với bạn bè rồi đến khi mà mình bye bye mình kêu là à, nhớ bảo trọng nha thì mình nói là take care có thể mình nói nguyên một câu dài là take care of yourself hoặc là mình có thể nói hai chữ take care là bảo trọng take care Don't worry, I will take care of the rest. Đừng lo, don't worry là đừng lo, đừng lo lắng gì hết. I will take care, tôi sẽ, ở đây mình dịch là giải quyết. Tôi sẽ giải quyết hết những chuyện còn lại cho, bạn đừng có lo gì hết. I will take care of the rest. Chữ take care ở đây là giải quyết. Kể đó mình có cụm từ take down, take down là ghi chú Tháo xuống hoặc là lấy xuống. I took down all the answers for the test questions. Thì took down là quá khứ của take down. Mình ghi ở đây là ghi chú. Tôi đã ghi chú hết tất cả những câu trả lời cho mấy câu hỏi ở trong bài thi. I took down all the answers for the test questions. Thay vì take down mình có thể sửa lại là note down cũng được các bạn ha. Note là ghi chú hoặc là take note, ghi note. Thì mình ghi là note down đồng nghĩa với lại take down. Một nghĩa khác của chữ take down là tháo xuống hoặc là gỡ xuống. When do you usually take down the Christmas tree? Mình dịch ra là bạn thường tháo cây Noel xuống khi nào vậy? Mình thấy thường khi chúng ta vào Giáng sinh mình trang trí cây thông, cây Noel lên đúng không? Thì sau Giáng sinh qua năm mới, mình sẽ tháo cây Noel xuống. Mình dùng cụm từ là take down, là tháo xuống, gỡ xuống. Take in, take in. Cụm từ này có rất là nhiều nghĩa khác nhau, cho nên TK không ghi nghĩa ở đây. Nhưng mà mỗi cái ví dụ sẽ đưa cho các bạn một cái nghĩa khác nhau. Mình ghi chú ở trong ví dụ. This pair of pants is too big for me. Could you take in a few inches for me please? Cái quần này rộng quá cho tôi, bạn có thể bóp nhỏ lại một vài inches cho tôi không? Thì cụm từ take in ở đây chúng ta dịch là bóp nhỏ lại. Làm cho nó nhỏ lại, bóp cho nó nhỏ lại. The lesson was too difficult. I didn't take in much at all. Bài học khó quá, tôi không có tiếp thu được nhiều gì hết. The lesson was too Difficult, bài học quá khó I didn't take in Tôi không có tiếp thu được Much at all Nhiều gì hết, tôi không tiếp thu được nhiều I didn't take in chữ take in ở đây là tiếp thu được My sister loves cats She will take in any stray cats on the street Em gái tôi rất yêu mèo Nó sẽ nhận nuôi bất cứ con mèo hoang nào trên đường phố She will take in. Chữ take in này là nhận nuôi. She will take in any là bất cứ stray là hoang cats. Stray cats là mèo hoang. On the street là ở trên đường phố. Cái đến mình có cụm từ là take it. Take it là chịu trách nhiệm, hiểu rằng hoặc là cho là. I cooked lunch already. I have to run now. Can you take it from here? I cooked lunch already. I have to run now. Can you take it from here? Đây là tình huống mà ví dụ như uh, TK phải đi đâu đó công việc Và TK nói với anh Frank là à em đã nấu đồ ăn chưa xong rồi Bây giờ em có việc em phải đi gấp đây Anh sẽ uh, chịu trách nhiệm cho mấy đứa con ăn Hoặc là anh sẽ lo cho mấy đứa nhỏ ăn nha Hoặc là anh sẽ tự lo hoặc là chịu trách nhiệm từ chỗ, từ lúc này được hay không các bạn nhé. Mình dịch từng câu ha. I cooked lunch already. Là em đã nấu đồ ăn xong rồi. I have to run now. Run là chạy. Bây giờ em phải chạy đi. Giống là bây giờ em có việc gấp. Em phải đi. Can you take it from here? Anh có thể chịu trách nhiệm từ bây giờ hay không? Hoặc là anh có thể tự lo từ bây giờ hay không? Take it là chịu trách nhiệm hoặc là tự lo. Take it. I take it that you didn't get my message Theo em hiểu là anh không có nhận được tin nhắn của em Hoặc là uh, em cứ coi như là anh không có nhận được tin nhắn của em I take it that em hiểu rằng em coi như là uh, Ví dụ như lúc nãy TK có coi nói là TK uh, nhắn cho anh Frank chẳng hạn là uh, Em nấu rồi ăn xong rồi bây giờ em phải đi anh tự lo đi ha Xong rồi TK đi công chuyện xong TK quay trở về nhà thấy đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên anh phân chưa ăn con cũng chưa ăn luôn thì Thì nói Ủa tại sao mà à, anh Phan lại chưa có cho con ăn gì hết thì anh nói Oh anh không biết là anh phải làm như vậy thì cứ hiểu như là anh Phan không có nhận được cái tin nhắn đó hoặc là không có đọc được cái tin nhắn đó Đúng không? Thì khi gửi cho anh nhưng mà anh không thấy anh không có đọc được chứ, anh không có cho con ăn thì mình nói đây là I take it that em hiểu rằng hoặc là em cứ coi như là ha, coi như là anh không có nhận được tin nhắn đó. I take it that you didn't get my message. Ví dụ tiếp theo là she is good at criticizing others but can't take it herself. Chúng ta có từ criticizing là chỉ trích phê phán hoặc là phê bình criticizing criticizing she is good at criticizing others cô ấy chỉ trích người khác thì giỏi lắm she is good là cô ấy giỏi về một cái việc gì đó cô ấy chỉ trích người khác thì giỏi lắm she is good at criticizing others but can't take it herself nhưng tới phiên mình thì lại không chấp nhận được. Là có nghĩa là khi mà người ta chỉ trích mình thì mình lại không chấp nhận được, mình không hài lòng với cái chuyện mà người ta chỉ trích mình. She is good at criticizing others, but can't take it herself. Ở đây chữ take it mình dịch là không chấp nhận được hoặc là không chịu được. Chấp nhận hoặc là chịu. Take it. Cụm từ tiếp theo cũng có take it, nhưng mà ngoài ra mình thêm hai từ nữa là out On, take it out on là trút giận. I don't understand why he likes to take it out on me. I don't understand là tôi không hiểu why là tại sao tôi không hiểu tại sao he likes to take it out on me. Anh ấy là thích trút giận lên người của tôi. Mình thấy cái hình minh họa là bạn này đi làm nhưng mà trong giờ làm việc cứ ngủ suốt. Xong rồi suốt ngày cứ thắc mắc tại sao mà sếp cứ lại thích trút giận lên người của mình. I don't understand why he likes to take it out on me. To take it out on. Ở đây mình dịch là trút giận lên. Lên người nào? Me là lên mình. Trút giận lên người của mình ha. Take it out on. Trút giận lên. Take it upon. Là tự lãnh trách nhiệm hoặc là tự nhận trách nhiệm. Take it upon. After their parents passed away, she took it upon herself to take care of all the siblings. Mình có từ passed away là qua đời. Take care of là chăm sóc. Mình thấy take care đi chung với chữ of luôn các bạn nha. Take care of là chăm sóc. Chăm sóc một người nào đó. Siblings là anh chị em. Như vậy nguyên câu của mình là sau khi cha mẹ qua đời, Cô ấy tự nhận trách nhiệm chăm sóc cho các em của mình after their parents passed away. Sau khi ba mẹ của họ qua đời, she took it upon herself. Took it upon herself là tự nhận trách nhiệm. Cô ấy tự nhận trách nhiệm to take care of all the siblings để chăm sóc tất cả các em của mình. Take over take over là nắm quyền cai quản, nắm quyền trong coi hoặc là điều hành. Take over. When his dad is retired, he will take over the company. Mình có từ retired là nghỉ hưu. Mình lưu ý đây là retired. Retired. Nhiều bạn khi mà mình đọc nhầm mình đọc là tired, tired. Retire, retire là không đúng nhé. Retired. Retired là nghỉ hưu. When his dad is retired, khi ba của mình nghỉ hưu, hoặc là khi ba của anh ấy về hưu, he will take over the company. Anh ấy sẽ tiếp quản công ty hoặc là anh ấy sẽ lên điều hành công ty. Take over mình dịch là tiếp quản cũng được hoặc là uh, nhận lấy quyền điều hành cũng được. When his dad is retired, he will take over the company. They expand their territories by taking over other countries. Mình có từ expand là mở rộng ra, làm rộng ra, nới rộng ra, mở rộng. Territories là lãnh thổ. They expand their territories, họ làm rộng lãnh thổ của mình hoặc là họ nới rộng lãnh thổ của mình. By là bằng cách taking over other countries là chiếm lấy những quốc gia khác. Họ mở rộng lãnh thổ của mình bằng cách chiếm lấy những đất nước khác. Taking over ở đây là chiếm lấy. Take off. Take off là tiến triển hoặc là phát triển. Take off. Mình lưu ý ở từ này có rất là nhiều nghĩa khác nhau ha, cho nên TK sẽ đưa ra nhiều ví dụ cho mình, mình lưu ý mình ghi chú thêm vào những cái nghĩa khác nhau đó. My family opened a restaurant three months ago and the business took off so well. Cách đây ba tháng, gia đình tôi có mở một nhà hàng và công việc kinh doanh khởi phát rất thuận lợi. Ở đây từ take off quá khứ mình sử dụng là took off. Mình dịch là khởi phát. Hoặc là tiến triển cũng được các bạn nha. Tiến triển rất là thuận lợi. My family opened là mở a restaurant, một cái nhà hàng three months ago cách đây 3 tháng chứ ago là cách đây and the business và công việc kinh doanh took off so well tiến triển một cách rất là thuận lợi when Anna arrived at the airport this morning her flight had just taken off ở đây mình có từ arrived là đến hoặc là tới và mình có từ flight là chuyến bay flight taken các bạn có nhớ lúc nãy chị nói động từ bất quy tắc hay không? của động từ take mình có 3 chữ hiện tại là take, quá khứ là took, quá khứ phân từ là taken. ở đây mình sẽ dùng cột thứ ba là taken ha. had taken. When Anna arrived at the airport this morning, sáng hôm nay khi Anna đến sân bay, đến phi trường, her flight, chuyến bay của cô ấy, had just taken off, vừa mới cất cánh có nghĩa là Anna đến sân bay bị trễ, cô ta đã bị lỡ chuyến bay của mình. ha. Sáng nay khi Anna đến sân bay, chuyến bay của cô ấy vừa mới cất cánh. Taken off là cất cánh. Cho nên nếu mà chúng ta sử dụng thì hiện tại mình dùng là take off là cất cánh các bạn nha. Take off, cất cánh. She took off her snow coat when having this photo taken. She took off her snow coat when having this photo taken. Trong câu này chúng ta có tới hai chữ take. Chữ đầu tiên mình dùng chữ took là thì quá khứ. Chữ thứ hai là chữ taken là quá khứ phân từ ha. Mình có từ mới là snow coat. Coat là áo khoác. Snow là tuyết, mình dịch là áo khoác. Tuyết là áo khoác dày mặc ở trong mùa đông các bạn nhé. Snow coat. She took off her snow coat. Là cô ấy đã cởi cái áo khoác của mình ra. When having this photo taken khi mà cô ấy chụp cái hình này chúng ta không có dùng là when she took this photo tại vì cô ấy không phải là người chụp hình mà cô ấy được chụp cái hình này được chụp chúng ta sử dụng ở đây là having this photo taken là khi cái hình này được chụp she took off her snow coat when having this photo taken cụm từ của mình là took off là cởi ra cởi áo ra cởi một cái món gì đó ra ví dụ chúng ta cởi nón nè cởi giày nè cởi vớ nè gỡ mắt kiến nè tất cả đều là take off hết các bạn nha cho nên để cho các bạn nhớ thì khi ghi thêm một vài câu nữa là ví dụ như take off your shoes mình nói chuyện với con mình kêu là à, con cởi giày ra đi take off your shoes một cách khác nữa là thay vì để chữ take off gần nhau chúng ta để cái từ mà cần phải lấy ra vào chính giữa ví dụ như kêu con cởi vớ ra đi take off your socks hoặc là take your socks off. Cách nào cũng được các bạn nhé. Chị take off để gần nhau cũng được. Hoặc là mình để tách ra và mình để cái từ nào mà mình cần cởi ra. Mình để vô chính giữa ha. Take off your shoes hoặc là take your shoes off đều giống nhau. Một cái nữa là con gỡ khẩu trang ra đi. Take off your mask. Take off your mask. If you buy today, I will take off 10% For you Nếu mà bạn mua ngay ngày hôm nay Thì tôi sẽ bớt 10% cho bạn Khi chúng ta đi mua đồ Và người ta muốn bán được hàng Người ta muốn bán ngay ngày hôm nay Họ có thể nói với chúng ta rằng Nếu mà bạn mua ngay ngày hôm nay If you buy today Nếu bạn mua ngay hôm nay I will take off Tôi sẽ lấy bớt đi 10% for you 10% cho bạn Là tôi sẽ bớt đi Hoặc là tôi sẽ giảm 10% cho bạn Take off 10% Thì take off ở đây là gì? là bớt đi hoặc là giảm đi. Thay vì mình nói là I will take off 10%, mình có thể đổi lại là I will take 10% off for you. Giống nhau các bạn nha. Take off để gần nhau hoặc là chữ take rồi đến 10%, rồi đến chữ off ở phía sau vẫn được. Nghĩa vẫn giống nhau. Ở đây phần trăm mình có từ là percent. Percent. Mình nhấn chữ cent ha. Percent percent. Cái đấy mình có cụm từ take on. Take on có nghĩa là đón khách nè, lãnh trách nhiệm nè hoặc là tuyển dụng nhân sự chẳng hạn tuyển dụng. The bus takes on a few passengers at every stop. Mình có chữ passenger là hành khách. Passengers. Passengers là hành khách. Mình có chữ stop nghĩa là dừng lại hoặc là trạm dừng. Như vậy khi chúng ta ráp là bus stop là trạm dừng xe buýt các bạn nha, bus là xe buýt mình để trước chữ stop là trạm dừng xe buýt. The bus takes on a few passengers với là xe buýt đón thêm một vài hành khách at every stop ở mỗi trạm dừng. Ở mỗi trạm dừng xe buýt đón thêm một vài hành khách. The bus takes on a few passengers at every stop tax on ở đây mình dịch là đón thêm. I think we need to take on more staff for our department. Chữ staff là nhân viên. Đây là từ đặc biệt cho nên khi chúng ta sử dụng ở số nhiều, mình không thêm chữ S ngoài sau các bạn nhé. Một nhân viên cũng là staff, 10 nhân viên cũng là staff. Chúng ta không thêm S vào danh từ này. Department có nghĩa là bộ phận, bang hoặc là hạt. Department. I think we need to take on more staff. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tuyển thêm nhân viên for our department cho bộ phận của mình. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải tuyển thêm nhân viên cho bộ phận của mình. I think we need to take on more staff for our department. Như vậy trong đây chữ take on là tuyển thêm. Take out take out là mang về, thức ăn mang về hoặc là mình mượn sách ở thư viện hoặc là mình vay tiền của ngân hàng. Take out. I had to take out a loan to buy my car. Ở đây chúng ta có từ had to. Chữ had là quá khứ của động từ have. Khi mà chữ have một mình mình dịch là có nhưng mà have to đi chung với nhau mình dịch là phải. Cách đây không lâu TK có một bài về cách sử dụng động từ have chỉ have chỉ has hoặc là chỉ had cho nên nếu mà bạn nào mà mình chưa xem bài đó và mình muốn tìm hiểu thêm tại sao chữ have to lại dịch là phải thay vì dịch là có thì các bạn có thể xem bài đó nha trong cái list uh, danh sách phát của văn phạm các bạn ha mình nhớ have to là phải tôi phải i have to quá khứ mình đổi là i had to take out a loan to buy my car ở đây mình có chữ loan là tiền vay hoặc là khoản vay I had to take out a loan là tôi phải vay một khoản vay to buy my car để mua xe. Tôi đã phải vay tiền ngân hàng để mua xe, mình dịch thoát ra luôn ha. Cho nên chữ take out ở đây là vay. Thay vì mình dịch là lấy một khoản vay thì mình dịch luôn là tôi phải vay các bạn nha. Take out a loan là vay tiền. Would you like to eat here or take out? khi mà chúng ta đặt đồ ăn người ta có thể hỏi mình là a bạn muốn ăn ở đây hay là bạn muốn đem đi về nhà would you like to eat here or take out eat here là ăn tại đây take out là mang đi would you like to eat here or take out you take out là mang đi à, lúc nãy chúng ta có học một từ nữa thức ăn mang đi các bạn có nhớ là từ gì không take away take away là cũng là mang đi các bạn nha Ngoài ra còn một từ nữa cũng là mang thức ăn đi mà người ta cũng rất hay sử dụng đó là to go. To go. Would you like to eat here or to go? Would you like to eat here or take away? Would you like to eat here or take out? Did you take out the tooth by yourself? Did you take out the tooth by yourself? khi mà con mình còn nhỏ răng bị lung lay đó nhiều khi con gặp mình cái đưa luôn cái răng cho mình luôn thì mình nói ủa con tự nhổ ra luôn hả thì mình dùng là take out ở đây mình có cụm từ là by yourself chỉ yourself là đại từ phản thân mình dịch là chính bạn chính người nào đó đang nói chuyện với mình chính bạn và nếu chúng ta để chữ by ngồi trước by yourself là bởi mình bạn tự chính bạn did you take out the tooth by yourself. Con tự nhổ cái răng ra luôn à? Thì chỉ take out đây mình dịch là nhổ. Take out the tooth là nhổ răng. Could you take the pizza out, please? Anh lấy pizza ra khỏi lò dùm cho em nhé. Ví dụ như TK đang lỡ tay làm một chuyện gì đó và không có lấy cái bánh ra khỏi cái lò được. Thì TK nhờ anh Phan lấy dùm. Could you take the pizza out, please? hoặc là could you take out the pizza please đều được hết các bạn nhé và từ take out đây là lấy ra một ví dụ khác của từ take out nữa là I need to take out some books from the library I need to take out some books from the library tôi cần mượn vài quyển sách từ thư viện và từ take out đây mình dịch là mượn thay vì tôi cần lấy ra một vài quyển sách thì tôi cần mượn sách chúng ta không thể đến thư viện mà lấy mà mình mượn các bạn nhé I need to take out some books from the library còn nếu mà các bạn không muốn sử dụng từ take out mình có thể đổi thành chữ borrow là mượn I need to borrow some books from the library My husband took me out for dinner last night. Tối hôm qua, chồng tôi đưa tôi ra ngoài ăn. Ở đây mình có chữ me. Take out. Quá khứ là took out. Có chữ me ở giữa. Took me out. Là đưa tôi ra ngoài ăn. My husband took me out for dinner last night. Take part. Là tham gia. Take part. Are you going to take part in the sports event this weekend? Are you going to take part In the sport event this weekend. Trong câu này mình có are going to. To be going to có nghĩa là sẽ. Tương lai gần nha, các bạn dịch là sẽ. To be cộng với going to. Are you going to? Bạn sẽ. Take part là tham gia. Mình có sports event. Chữ sports là thể thao, event là sự kiện. Mình ghép lại sports event là sự kiện thể thao. Ở từ event này các bạn lưu ý, nếu mà chữ event có chữ t ở cuối cùng, dịch là sự kiện mình đọc là event. Event, mình nhấn âm số 2 là chữ vent. Event, còn nếu mà các bạn muốn nói đến chữ ngay cả hoặc là ngay khi, mình đọc là even. Nó không có chữ t ở cuối cùng và chúng ta nhấn âm đầu tiên. Even khác nhau nhé các bạn. Nhiều khi mình để ý mình nhấn sai một cái là người ta sẽ hiểu khác nghĩa liền ha. Một cái là even là ngay cả, còn từ sự kiện mình đọc là event, event, sports event sự kiện thể thao. Are you going to take part in the sports event this weekend? Bạn sẽ tham gia vào sự kiện thể thao cuối tuần này chứ? Và chữ take part mình dịch là tham gia. Take through là mang qua. Take through. Ở đây mình có chữ through. Mình nhớ chữ G với chữ H ở cuối cùng là âm câm mình không đọc. Chữ through mình có chữ TH. Mình để lưỡi giữa hai răng ha. Through. Through. How much alcohol am I allowed to take through customs duty free? Mình có chữ alcohol là rượu hoặc là cồn. Alcohol allowed là được phép to be allowed là được phép customs là hải quan customs duty free là miễn thuế duty free how much alcohol am i allowed to take through là tôi được cho phép mang theo custom duty free qua hải quan miễn thuế vậy take through là mang theo mình đi qua hải quan, mình mang qua hải quan. The instructor took me through all the steps before letting me drive the car. Mình có từ instructor, instructor là huấn luyện viên, người chỉ dẫn hoặc là thầy giáo. Ha, chúng ta dịch là thầy nếu mà người đó hướng dẫn cho mình. Từ instruct là hướng dẫn, instructor là người hướng dẫn. The instructor là thầy hoặc là huấn luyện viên. Steps là các bước. Thầy giáo chỉ dẫn các bước cho tôi trước khi để tôi chạy xe. The instructor took me through all the steps before letting me drive the car. Cụm từ took me through đây mình dịch là chỉ dẫn cho tôi. Hướng dẫn cho tôi, chỉ dẫn cho tôi. Giải thích cho tôi. He took me through a shortcut to avoid the heavy traffic. Ở à đây cũng là took me through y chang như cái ví dụ trước đây nhưng mà nghĩa nó sẽ khác nhau ha. Mình có từ shortcut là đường tắt. Avoid là tránh hoặc là né. Heavy traffic là đường nhiều xe cộ lưu thông. Heavy traffic. He took me through a shortcut to avoid the heavy traffic anh ấy dẫn tôi đi đường tắt để tránh con đường nhiều xe cộ lưu thông hoặc là để tránh bị kẹt xe. Mình thấy ở đây cụm từ là took me through, y chang như là cái ví dụ hồi nãy, là thầy giáo đã hướng dẫn cho tôi, giải thích cho tôi các bước. Nhưng mà mình dịch đây là gì? Dẫn tôi đi. Anh ấy đã dẫn tôi đi một cái con đường tắt để tránh bị kẹt xe. He took me through a shortcut to avoid the heavy traffic. Cuối cùng mình có từ take up. Take up là chiếm lấy. I like this piano, but it takes up too much space in the house. Mình có từ space là chỗ, chỗ trống hoặc là không gian. Âm A, space. Tận cùng C, e đọc là S. Space, space. Tôi thích cây đàn piano này, nhưng mà nó chiếm nhiều chỗ ở trong nhà quá. Takes up là chiếm. Chiếm nhiều chỗ quá. Takes up. I like this piano, but it takes up too much space in the house. I have decided to take up yoga starting tomorrow. Mình có từ decide là quyết định. Starting tomorrow là bắt đầu từ ngày mai. I have decided là tôi đã quyết định to take up yoga là sẽ bắt đầu tập yoga starting tomorrow, bắt đầu từ ngày mai. Tôi đã quyết định sẽ tập yoga bắt đầu từ ngày mai. Như vậy chữ take up ở đây chúng ta không dịch là chiếm chữ nữa mà mình dịch là gì các bạn? Mình dịch là sẽ bắt đầu tập. Bình thường mình sẽ không dùng chữ take up, mình dùng chữ là do yoga. Nhưng mà khi ở đây là vì chúng ta bắt đầu ngày mai mình mới bắt đầu một cái môn nào đó thì mình dùng là take up giống như là tôi sẽ bắt đầu tập cái môn đó, tôi sẽ bắt đầu học cái môn đó, học thêm một cái môn nữa, tập thêm một cái môn nữa, take up. Như vậy mình thấy mình có thể dùng chữ take up kèm theo đó là một cái môn hoặc là một cái kỹ năng nào đó. Ví dụ như mình nói là ngày mai tôi sẽ bắt đầu tập bơi, take up swimming. Hoặc là tôi sẽ học một môn khoa học, take up science. Take up nursing, tôi muốn học về điều dưỡng, take up nursing hoặc là take up sports ngày mai tôi sẽ bắt đầu tham gia vào thể thao take up sports sau so, chữ take up mình có thể dùng những danh từ khác các bạn nhé you think that I dare not take up your challenge mình có từ dare là dám dare not mình dịch là không dám dare not mình có từ challenge challenge là thử thách hoặc là thách đố You think that bạn nghĩ rằng I dare not tôi không dám take up your challenge. Take up ở đây mình dịch là gì các bạn? Mình dịch là đón nhận. Bạn nghĩ là tôi không dám nhận lời thách thức của bạn à? Bạn nghĩ là tôi không dám đón nhận hoặc là nhận lời thách đố của bạn hay sao? Take up mình dịch là đón nhận hoặc là nhận lời. You think that I dare not take up your challenge? You think that I dare not take up your challenge? Ở trong câu này các bạn thấy câu hỏi rất là khác thường đúng không? Thay vì mình nói là do you think? Mình nói như là câu khẳng định nhưng mà chúng ta lên giọng ở cuối câu thành sẽ thành ra câu hỏi các bạn nhé. You think that I dare not take up your challenge? Chỉ cần chúng ta để câu khẳng định cuối câu mình lên giọng thì vẫn thành ra câu hỏi được các bạn nha. Chúng ta sử dụng trong văn nói. I promise I won't take up much of your time. Mình có từ promise là hứa. I promise, tôi hứa. Anh hứa là sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu. I promise that I won't take up much of your time. I promise that I won't take up much of your time. Anh hứa là sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu. I promise I promise I won't take up much of your time. Khi mà chúng ta tập đọc, mình cũng tập đọc chậm và rõ từng chữ như vậy. Mình đọc riết từ từ nó sẽ nhanh hơn, mình tăng tốc độ từ từ. Mình không nên đọc nhanh ngay từ đầu, mình sẽ bị nuốt nhiều cái âm nhỏ nhỏ. Nên các bạn cố gắng đọc chậm nhé. I promise I won't take up much of your time time. Take up ở đây mình dịch ra là, làm mất, mất nhiều thời gian. Take up much of your time, mất nhiều thời gian của bạn. Bài học của chúng ta hôm nay chỉ là như vậy thôi. Thì hi hy vọng là các bạn sẽ thích và chia sẻ bài học này nhé. Like và share dùm cho TK nha. Như vậy nếu mà TK muốn nói với các bạn rằng à, nó không có mất nhiều thời gian để cho các bạn thích hoặc là chia sẻ cái bài này đâu thì mình nói như thế nào? Chúng ta có thể nói là it will not, nó sẽ không take much of. Take là lấy, much of là nhiều, your time là thời gian của bạn. It will not take much of your time, I promise. Thay vì mình để chữ I promise ngay đầu câu, mình để xuống cuối câu ha. It will not take much of your time, I promise. Cho nên bây giờ mình bấm like, share. Và bạn nào chưa có đăng ký, chưa có subscribe, mình bấm vào nút đăng ký luôn ngay bây giờ để các bạn có thể dễ dàng nhận được những video khác của anh Phan và TK nhé. Ở phần tiếp theo, TK sẽ ôm lại cho các bạn những cụm từ chỉ take đi chung với cái từ sau đó. Mình lướt qua một lần rất là nhanh để cho các bạn biết là mình học được bao nhiêu cụm từ như vậy. TK nghĩ là 19, 20 cụm từ như vậy. Và giúp cho các bạn nhớ được lâu hơn nha. Take after. Các bạn có thể đọc theo TK ha. Take after. Giống một người nào đó. Take after. Take a back. Take a back. Ngạc nhiên hoặc là sửng sốt. Take apart. Take apart. Tháo ra. Take aside. Take aside. Kéo ra một bên, kéo ra riêng. Take away. Take away. Mang đi, lấy đi hoặc là đem đi. Khi mình đọc chậm, mình đọc là take. Away. Khi mình đọc nhau mình đọc là take away, take away. Mình nói chữ ca nhẹ qua bên chữ away mình không đọc là take away. Mình lưu ý khi mình nói âm, khi chúng ta đọc chữ take, chữ ca nó rất là nhỏ, rất là nhẹ. Thì không có lý do gì khi mà mình ráp vô mình mình nói nó qua chữ away nó lại thành ra take. A. Không thể nào mạnh lên được các bạn nha. Nên khi nói nói âm phải rất là nhẹ. Take away, take away mang đi, lấy đi, đem đi. Take back. Take back. Gợi nhớ lại, lấy lại hoặc là rút lại. Gợi nhớ lại tuổi thơ nè. Tôi rút lại lời tôi vừa mới nói hoặc là tôi mang món đồ đi trả lại cho cửa hàng. Take back. Take care là chăm sóc hoặc là khi mình muốn nhắn ai đó bảo trọng. Take care. Take care of yourself. Take care. Take down là ghi chú xuống tháo xuống tháo cây noel xuống take down take down take in là bóp vào cái quần rộng quá tôi muốn bóp vào take in hoặc là nhận vào nuôi à, em tôi thích nuôi mèo nó sẽ đón hết những cái con mèo hoang về nhà nuôi take in take in take it take it là chịu trách nhiệm hoặc là hiểu rằng hoặc là cho là em phải đi liền bây giờ anh uh, tự lo nhé hoặc là em cho em cứ coi như là anh không có nhận được tin nhắn của em take it take it take it out on là trút giận take it out on take it upon take it upon là tự lãnh trách nhiệm hoặc là tự nhận trách nhiệm sau khi cha mẹ qua đời cô ấy đã nhận trách nhiệm chăm sóc các em của mình take it upon herself take over là nắm quyền cai quản, nắm quyền điều hành hoặc là lấn chiếm một nước nào đó. Take over, take off, tiến triển phát triển, cởi đồ ra, tháo đồ ra hoặc là máy bay cất cánh, giảm 10%. Take off, take off, take on là đón khách, lãnh trách nhiệm hoặc là tuyển dụng. Take on, take on, take out, take out, mang về thức ăn mang về nè mượn sách trong thư viện hoặc là vay tiền ngân hàng take out take part tham gia vào chương trình thể thao take part take part take through take through mang rượu qua hải quan take through hoặc là đi đường tắt take through take up take up là chiếm lấy Tôi thích cây đàn nhưng mà nó chiếm chỗ quá. Take up. Mất thời gian. Take up. It won't take up much of your time. Take up. Take up. Like and share. Vì video này khá dài rồi nên TK sẽ không có để phần tập luyện chung với anh Phan chung trong video này các bạn nha. TK tách ra một cái video khác và các bạn có thể tìm thấy video đó nếu mà mình vào trong YouTube. Các bạn tìm Study English with Frank học Anh ngữ với anh Frank và video sẽ nằm ở bên đó các bạn nha. Study English with Frank. Hẹn gặp lại các bạn ở bên chương trình của anh Frank nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bài học lần sau. Bye bye.